Ngày 21 tháng 6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, chú ý công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ. Theo đó, sau khi chú ý đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại tờ trình số 201 ở ngày 7 tháng 6 năm 2019 về đề nghị thi hành kỷ luật về đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Chính trị nhận thấy. Trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về vi phạm, khuyết điểm. Thực hiện không đúng thẩm quyền, vi phạm các lao lý về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng đối với 10 khu đất quốc phòng, vi phạm luật lệ tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, sử dụng các khu đất quốc phòng. Quá trình kiểm điểm, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm chính trị của mình đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Các cơ quan tác dụng đã tiến hành chú ý, xác định vi phạm, khuyết điểm của Đô đốc Nguyễn Văn Hiến là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền, tài sản của nhà nước và quân đội, để một số cán bộ, đảng viên trong Quân chủng Hải quân bị khởi tố, điều tra và xử lý hình sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, quân đội và cá nhân ông. Căn cứ quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa 12 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm, xét quá trình công tác, những đóng góp cho Quân chủng Hải quân, cho quân đội và đất nước của Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 gồm Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010. Đồng thời, Bộ Chính trị đòi hỏi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật đảng theo lao lý. Theo thông tin từ trang thông tin đại biểu Quốc hội các khóa, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến sinh ngày 15 tháng 10 năm 1954, quê xóm Gia Tân, Gia Diễn, Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, C, đại biểu Quốc hội khóa 12. Ông là người thứ hai trong Hải quân Việt Nam được thăng quân hàm Đô đốc Hải quân sau cố Đô đốc Giáp Văn Cương, nguyên Tư lệnh Hải quân. Ông Hiến từng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Năm 2016, ông Hiến thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Hiện ông đã nghỉ hưu.